Hello người nha, mình là Kay đây. Thì hôm nay á, mình vừa mới đi mua bộ PC về để tặng quà bất ngờ cho Ly Lợn mọi người ạ. Thì tụi mình đã yêu nhau tầm khoảng 8 tháng rồi. Thì Ly Lợn cũng đã làm video cùng mình cùng 8 tháng các kiểu xong. Khá là gì ạ? Từ trước đến giờ mình chưa tặng cho Ly được cái gì mọi người ạ. Thì tặng thì có tặng được mấy cái thứ lặt vặt thôi. Thì hôm nay á mình vừa mới đi mua cái bộ PC về để làm quà bất ngờ để tặng cho Ly. Hiện tại Ly chưa biết đâu. Đây mọi người ạ. Mọi người thấy con lợn này không? Sao mày tặng cho chị Ly không tặng tao? Không tặng. Vậy lúc trước tặng cho rồi thôi. Lúc trước không, bây giờ khác chứ. Mày tặng cho chị Ly không tặng cho tao à? Nghe lúc trước là anh trai bất hiếu. Vãi cả anh trai bất hiếu mọi người ạ. Cay với nồi nhìn mặt nó này. Thì bây giờ tao nhờ mày một chuyện. Xong hôm nào tao khắc tặng cái gì đó. Bây giờ là gọi cho Ly Lợn đúng không? Bảo là Ly thì bây giờ chưa biết đâu. Bảo là thằng Kelly đang ôm chị nào ngủ ở trong phòng đó. Chỉ ra mày chọn cái chết. Xong bộ rồi bảo Ly ra đây ngay. Ok chưa? Được rồi, nên tính anh em bao lâu nay thì nhờ giúp tí đấy. Đây rồi, gọi. Có việc gấp, rất là quan trọng luôn. Anh Thuận, em thấy nó ôm con nào trong trong phòng ý. What the hell? Con rồi bóc ra đi thôi. Thật, em chị đến ngay đi. Không là không, cái sừng của chị dài đến tận mấy mét đấy. Nani? Thật, em không đùa chị đâu, đến nhanh nhá. Nhanh. Đó, xong chưa? Thì bây giờ là vào phòng thôi mọi người ạ. Thì mọi người chắc cũng đang hóng PC của Ly như thế nào rồi đúng không? Bây giờ đi. Hey, mua cho chị Ly mà không mua cho mình. Cười gì? Đấy mọi người ơi, mình sẽ ngủ ở phòng con Nhung đây. Mình ngủ ôm con gấu này xong giả vờ đắp chăn xong tí Ly đến xem như nào nhá mọi người. Ok, tí tao khắc bảo chị Ly đến tát mày luôn. Ông hướng thẳng mà bình thản như thế nhỉ? Em nói thật đấy, em không biết đùa gì đâu. Đó ôm cái chị nào ý. Chân dài không? Chân dài không? Buồn cực nhỉ. Thế này đi mẹ. Thôi em đùa gì vậy? Đồ gì là vô bộ đấy? Chắc không biết. Chị vào, chị tắt thẳng mặt nó luôn cho em. Đây. Này. Hôm nay anh có một bí mật. Bí mật cho em. Anh nói xạo thế thôi, sợ em mọi hôm là nói bình thường em không ra. Nên hôm nay kiểu nói xạo như thế để có một bí mật cho em. Ra đây. Xem nha, để em mở nha. 1, 2, 3. Bất ngờ chưa? Đến. Có gì đâu. Đây, cái hộp này này. Cái hộp này em biết gì không? Tôi nói gì mà biết cái gì? PC. Để mà tặng quà sắp đến Tết rồi đúng không? Thì từ trước đến giờ yêu em ấy thì anh chưa tặng em cái gì thì thì nay đấy biết rồi đây. Đây, cầm để anh mở cho. Thật thương đây, hai tí mở ra cho mình. Giống như đợt chôn mẹ lần trước. Ui. Đấy. Thật luôn. Bây giờ là lắp thôi. Ra đây, còn ở bên ngoài này nữa cơ. Không phải riêng cái đấy đâu.
Đây, ra ngoài. Đó, phòng mình hơi bừa bộn mọi người ạ. Đây còn cái màn hình này và mấy cái phụ kiện các kiểu mọi người ạ. Đây là một anh bên MSI ra hỗ trợ lắp đặt cùng mình mọi người ạ. Đó. Bây giờ là mang vào lắp thôi, đi. Đó, đi bê nổi không? Đây mọi người ơi, cuối cùng mình cũng đã lắp đặt xong hết rồi. Thấy xịn sò không? Ủa rồi, cái con Nhung kìa. Mày biết máy tính này bao nhiêu không? Mà xịn. Đúng rồi, tất nhiên là xịn hơn rồi. Thì máy tính này là tổng cộng là đoán đi. 75 triệu. 75 triệu. Nani? Tổng cộng 75 triệu. Chị đâu? Đây là lịch khi mua máy tính là được bên công ty MSI tặng quà đặc biệt. Kiểu gần Tết rồi ấy, nên tặng quà đặc biệt cho mình. Đó, đây là cuốn lịch 2021. Đó, xịn xò luôn. Bây giờ là ly lợn khui hộp đi. Khui này này, đó, đây, khui cái này ra. Từ. Mượt á. Uầy. Có mấy nhục, xịn luôn. Khui này không anh? Khui bỏ máy không? Không. Ốp. Đây Ly ơi, anh vừa tải xong cái game Free Fire ở đây. Bây giờ em vào, em biết chơi game bằng máy tính không? Em chơi thôi. Nhung biết chơi không? À, thế không biết chơi bằng máy tính thế thì anh mua PC cho chắc không biết chơi đâu nhỉ? Chắc không biết chơi đâu. Em một cái máy bên kia, anh Thuận đã tặng em, có chơi ở ngồi không rồi. Nó xấu hết rồi, không hiểu. Đó, đấy, ui, xịn xò luôn. Bây giờ là vào chơi thử huấn luyện nhá. Đây. Mượt cực kỳ luôn mọi người ạ. Ờ, mượt chơi mượt á. Full HD 4K luôn. Ui dồi ôi, Ly... Máy mới thế này, Ly ơi, thấy mượt không? Ủa, chơi đi, bây giờ chơi đi. Em nhường máy của em cho chị xem phim. Khôn thế quê mình đây. Chơi để anh xem nào, Ly chơi để cho mọi người xem rồi nào. Xem trình độ bắn PC của Ly lợn mọi người ạ. Không, không biết chơi PC thật. Ui giời ơi. F1 đi. Đó, F1 xong dùng chuột. Đó, xịn luôn. Thấy mượt không? Nhạy vãi. Máy tính này là chơi 4K luôn mọi người ạ. Ui dồi, Ly lợn. Máy tính xịn mà... Này, máy tính xịn... Đi, quay mặt ra đây. Máy tính xịn mà rơi vào tay một đứa gà như em thì... Từ từ.
Còn Nhung sao đây? Cho Nhung vào thể hiện xem nào. Sánh ra cho Nhung vào thể hiện. Đó, F11 nè, xong di chuyển. Đây, cứu ngay. Chẳng qua nãy nổ tí thôi chứ nó không biết chơi đâu. F1 này di chuyển là mấy cái này xong bắn là dùng chuột. Ok. Khó thế. Đến chạy qua ta. Ui dồi ôi, thế mà đòi. Nãy nổ thôi, bây giờ xẹp rồi. Cấu hình bộ máy mình sẽ để lên trên màn hình luôn nha mọi người. Bộ máy sử dụng con chip của AMD đi kèm với tản nhiệt nước của AIO MSI MAG Core Liquid 360R. Mình thực sự rất có duyên với MSI luôn mọi người ạ. Vì bộ máy trước mình mua cho em gái cũng sử dụng nhiều phần linh kiện máy tính tới từ đội rồng luôn. Tiếp theo, phần mình thích nhất chính là chiếc card màn hình, chiếc RTX 3080 Gaming X-Trio vừa mới ra mắt trong thời gian gần đây. Thực sự quá đẹp từ ngoại hình cho tới hiệu năng, nhìn cực kỳ cao cấp luôn. Và các anh tư vấn ở cửa hàng có nói đây là sản phẩm đáng mua nhất dùng để chơi game. Max setting lên đến 4K cho mọi tựa game, nhưng vẫn đảm bảo làm mát hệ thống máy tính của mình. Và đặc biệt không gây tiếng ồn, nhẹ như ru. Và chắc chắn người yêu mình sẽ thích mê chiếc màn hình 27 inch siêu to khổng lồ, lại còn cong nữa. Có tên là MSI Optic MAG 272CQR xịn sò luôn. Độ phân giải 2K, tần số quét 165Hz. Chơi game phê phải biết đằng sau còn có giải đèn LED RGB làm đẹp nữa. Cái mình siêu ưng tiếp chính là chiếc vỏ cây. Nhìn nó siêu xịn, xịn nhất trong những chiếc vỏ cây có ở nhà mình. Nhìn mặt kim loại phía trước phay xước logo MSI, phát sáng các thứ các thứ. MSI MPG Sekira 100P. Còn có hai mặt kính cường lực trong suốt khoe chặn phần bên trong máy nữa. Nói chung quá đẹp. Ý ạ, thấy không? Có. Cảm ơn nha. Thì không sao, thì trước từ trước đến giờ thì Ly cũng đã làm video với mình, xong toàn lúc trước hồi mới làm ấy toàn triệu view các kiểu, xong lúc đấy mình vẫn kiểu chưa cảm ơn gì Ly hay là như nào đâu, chưa tặng gì cho Ly đâu, thì hôm nay thì đó. Ok, thì mình cảm ơn là bên MSI đã hỗ trợ và tư vấn cho mình cái để mua được cái sản phẩm này. Thì bạn nào muốn mua hàng thì mọi người có thể bấm vào link dưới phần mô tả và comment ấy, còn mọi người có thể bấm vào tham khảo xem như thế nào nha. Ok, chắc video của mình đến đây kết thúc thôi. Nếu mọi người thấy hay, mọi người đừng quên like, chia sẻ giúp mình nha. Bye mọi người.